Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm có lẽ là thời gian yên tĩnh nhất trong những ngày hè, bởi chỉ khoảng vài giờ nữa thôi, nắng bừng lên trong sắc đỏ của phượng vĩ, tiếng ve kêu gian trong những vòng cây lại khiến không gian tháng năm trở nên sao động. Những cô học trò cuối cấp càng thêm bâng khuâng trước giây phút chia tay. Còn với những người nông dân, những công nhân viên chức và cả các bà nội trợ thì ngày hôm nay sẽ khởi đầu tuần mới với thời tiết tương đối nóng bức tại miền Bắc. Và lúc này thì nhiệt độ bắt đầu tăng dần khi mà khối khí nóng đang trên đà phát triển và mở rộng. Khoảng 3 đến 4 giờ nữa, nó sẽ bao trùm toàn miền, trời nắng to và nhiệt độ tăng dần khoảng 1 độ mỗi giờ từ mức nhiệt 26 đến 28 độ hiện tại. Miền Bắc sẽ đạt tới 35 độ vào khoảng 13 giờ chiều nay, trong đó thì nhiều điểm ở vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cùng với một số vùng núi phía Tây Bắc có thể đạt mức là trên 35 độ, thời tiết ban trưa khá là oi bức. Chính vì vậy mà ngay từ lúc này, các bà nội trợ đã xách giỏ ra chợ, các bậc phụ huynh đã rục rã con em sáng đến trường, công nhân viên chức đã lên đường tới nơi làm việc, phố phường đã bắt đầu tấp nập người xe, ai cũng vội vã đi nhanh để tránh cái nắng như thiêu như đốt. Thế nhưng đến giờ tan tầm chiều nay thì mây đen theo gió đông nam từ biển kéo đến sẽ đẩy lùi ánh nắng mặt trời và đem tới những cơn mưa rào và dông tưới mát cho bầu không khí. Khu vực phía đông Bắc Bộ sẽ là nơi đầu tiên được hưởng những cơn mưa này. Sau một ngày làm việc và học tập vất vả, người dân khu vực sẽ có một buổi tối khá mát mẻ để cùng gia đình và bạn bè vui chơi dạo phố. Trong khi đó thì người dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ vẫn phải bắt đầu tuần mới nối dài cho ngày nắng nóng khi mà vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam vẫn tiếp tục gây ra hiệu ứng phơn mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay đạt được vào khoảng 13 giờ chiều, phổ biến từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng trên diện rộng tiếp tục diễn ra, tuy nhiên một điều có thể nhận thấy là cường độ của nó đã suy giảm phần nào, hầu như không còn điểm nào có nhiệt độ lên tới 40 độ nữa. Ở phía nam của đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận xuất hiện nắng nóng ở phần phía bắc của khu vực, bao gồm các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên. Còn các tỉnh phía nam như là Ninh Thuận, Bình Thuận thì có mưa rào nhẹ vào chiều tối nên trời bớt oi nóng hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên ngày hôm nay, ban ngày trời nắng với mức nhiệt ban trưa phổ biến từ 31 đến 33 độ, xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam. Thưa quý vị, gió mùa Tây Nam vẫn đang chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ, đem tới những cơn mưa bất chợt vào trưa và chiều. Mưa sẽ xoa dịu cái nắng trong ngày và đưa nền nhiệt khu vực về mức dịu mát hơn sau khoảng 19 giờ tối. Lượng mưa dông ước tính từ 5 đến 15mm, đặc biệt là tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa khá lớn, nên bà con trong khu vực cần có các biện pháp che chắn cho các vườn quả, tránh dập nát ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Còn ban ngày thì thời tiết chủ đạo là ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao hơn cả. Trên biển thì gió dịch hành theo hướng gió Tây Nam đến Nam trên hầu hết khu vực Biển Đông và có cường độ trung bình. Trong khi đó thì khu vực Vịnh Thái Lan và khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa sẽ có mưa dông rải rác làm giảm tầm nhìn và đôi khi sẽ có gió giật mạnh. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay thì nắng nóng còn diễn ra trên diện rộng ở khu vực Bắc miền Trung và một số tỉnh thành Bắc Bộ, trong khi thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao Mobifone miễn phí đăng ký. Bản tin sẽ khép lại với phần dự báo nhiệt độ cho các tỉnh thành ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.
Thank you.